Sáng ngày 11 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Cùng dự cuộc họp có trưởng ban tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương và trưởng ban nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân. Đến nay, tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đã có 6.858 hồ sơ bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 97,8%. Riêng khu vực Cồn Dầu có 1.903 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng, đạt 92,9%. Việc giải quyết các chính sách về giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư đã được thực hiện theo đúng quy định, thấu tình đạt lý. Đặc biệt, xét theo nguyện vọng của người dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chủ trương hoán đổi đất tái định cư cho người dân, và thành phố cũng đã điều chỉnh quy hoạch và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay, ở khu vực hoán đổi đất còn 28 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến việc khớp nối, làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khuôn viên cây xanh phục vụ khu dân cư. Để sớm triển khai dự án theo tiến độ, lãnh đạo thành phố và quận Cẩm Lệ đã tổ chức các đợt tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị của người dân, nhưng một số hộ vẫn chưa đồng tình. Sau khi rà soát, quận Cẩm Lệ đề xuất thành phố tiến hành xử lý hành chính để thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 20 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Cho đất được hoán đổi cho dân thì ủy ban quận Cẩm Lệ cũng đã tiếp vận động dân, tiếp dân nhiều lần, và đến giờ này thì có thể nói là chúng tôi đã vận động nhân dân trên 10 hộ đã bàn giao mặt bằng. Đến nay thì công tác vận động nhân dân cũng đã ủng hộ tích cực, còn tuy nhiên còn một số ít hộ chúng tôi vẫn tích cực vận động. Nói chung là về mặt chính quyền thì cố gắng làm mua cát, đó là tìm mua cái phương pháp để làm thế nào mà mua cái hỗ trợ tốt nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân mà yên tâm bàn giao mặt bằng để mà đến làm nơi ở mới cho nó ổn định cuộc sống lâu dài. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá cao nỗ lực của quận Cẩm Lệ trong việc vận động người dân vùng dự án bàn giao mặt bằng, đồng thời thống nhất về nguyên tắc sẽ tiến hành xử lý hành chính các trường hợp không chấp hành việc bàn giao mặt bằng. Yêu cầu các ngành liên quan của thành phố tích cực hỗ trợ quận Cẩm Lệ triển khai theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị quận Cẩm Lệ tiếp tục vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, hạn chế đến mức thấp nhất và tiến hành xử lý hành chính.